Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu bạn và anh em đây là thước lái của dòng xe Mitsubishi Attrage và dòng xe Mitsubishi Mirage. Hai dòng xe được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì cái này nó đóng vai trò chính khi mà chúng ta đánh lái và chạy xe trên đường. Các bạn đánh lái và chạy xe trên đường thì nó khi mà tác động, đây là trục lái sẽ tác động vào lên đây, và cái rotin lái trong nó sẽ đánh lái để nó tác động lên trên xe để xe chúng ta đánh sang trái sang phải. Thì đây là cái thước lái. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, anh em chúng ta chạy xe trên đường mà hỏng mất cái thước lái này thì đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Mình làm sao để phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và hàng rẻ? Thì rất nhiều anh em phân vân làm sao để cách nào để phân biệt được. Thì hàng xịn chính hãng này, các bạn nhìn trên sản phẩm nó có chữ đây. Đây, hàng xịn chính hãng này. Đây, trên sản phẩm của cô Hyo. Cô hàng xịn chính hãng này. Và cái thứ hai nữa, của Gtech này. Do Gtech sản xuất này. Do Gtech sản xuất. Đây là hàng xịn chính hãng. Đấy, còn tất cả các cái điểm là trên chất sản phẩm. À, cái này nó nổi nhé, cái này dập nổi lên nhé. Đấy, chứ không phải dập chìm, dập nổi lên. Và tất cả những cái điểm khi mà đều được đánh dấu rất là kỹ trước khi đưa tay người tiêu dùng. Sơn của nhà máy, sơn kiểm tra rất là kỹ. Và cái rotin lái trong này hàng rẻ thì thông thường cái này là màu trắng. Còn cái này sơn nó là sơn đen, nguyên bản theo xe nó là sơn màu đen. Thì cái này là lái trong. Đấy, cao su chụp bụi thước lái. Đây là cảm bộ. Đây là cách các bạn phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và hàng rẻ. Đặc biệt các bạn nhớ cho mình cứ có chữ Koyo này. Đây Koyo nổi lên trên này. Là hàng xịn. Đó, Koyo. Đấy, và có cái tem này. Đấy là cách các bạn phân biệt đâu là hàng xịn và hàng rẻ. Đấy, thì anh em xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng ở tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi Mirage và Attrage này.